Chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay là hai vợ chồng mình có đi đặt bó bóng dừa cả nhà. Nguyên liệu mình chuẩn bị mồi là gồm có là con bà chằn nha. Đây là con bà chằn anh Út Cường sáng ảnh đi bắt ở ngoài mương vườn á. Về ảnh có hơ qua lửa than rồi cho nó héo á. Ảnh cho con bà chằn này nó thơm, mình đặt vậy đó là con cá bóng dừa nó nhạy lắm, nó ngửi được cái mùi thơm á, nó sẽ vô. Đây có con số mình đã để mồi vô sẵn rồi nè. Tại xuống đây có mình lên mình rồi mình làm mình để vô không kịp á, mình để vô sẵn mới, còn mới thì mình chưa có để, hồi mình sẽ để. Đây mình đưa cho anh Út Cường anh đặt. Bữa nay mấy dựng cháo mình đi đặt được 40 cái lạp nha cả nhà. 40 cái cả nhà ơi, tại vì ở trong đây chỉ là con kinh á, con kinh ở trên đậu xe của mình là nó cũng không có nhiều bãi quá. Nó ít bến, thành ra mình đặt nhiều mình không có đủ bến để mình đặt á. Mình đặt nhiều là mình chỉ có ra sông á, cái sông lớn á là mới có bãi nhiều để cho mình đặt thôi. Đây. Tới hai con nước mình mới dở nha cả nhà, tại vì nước này á là cũng này chiều à, tới lớn là tối rồi, tối tới lớn sáng cái nên mình mới dở. Giờ này cũng tầm 4 giờ ngoài rồi, mình đặt cái này mình đặt tầm sáng mai mình dở sớm. Này là mình đặt hai nước. Giờ nó rồng nó chuẩn bị lớn nè, rồi cái tối này nó lớn rồi nó rồng lại rồi gần sáng đó nó lớn cái nữa. Rồi nó rộng lại rồi vợ chồng mình sẽ đi thăm. Ủa Út, không đây cũng cắt lên, nó không chơi thôi, cây lạp này nó không chơi à? Út đã móc lỗ rồi. Cái này Út móc lỗ cho cá nó đừng, nó vô nó cũng không có bị chết lắm. Mình đặt hai nước rồi mình phải móc lỗ, không thôi là ghe xuồng nó chạy á, rồi cái sóng á, nó trao cái lọt mình đi mất, mình không tiếp cập. Kinh này thì mình cũng chưa đặt lần nào, không biết đặt có không ở đây. Cái lú này. Này là mình đặt cái lú nè. Lú này là cá nó vô lắm á. Của người cậu cũng đặt cái cá đặt dưới sông mình. Cũng chức năng gì đó. Chức năng được hàng ngày. Con cá bóng á, là nó chạy ngược nước. Là mình phải đặt cái họng nè, là hồi nước lớn là nó chạy vô gì là cái họng phải theo gì là nước lớn vô là nó chạy ngược chứ lại. Nó ngủ ha, không kiểu như nó chạy ngược lại để kiếm ăn mồi ha vô. À, nó kiếm ăn mồi, con cá là nó chạy ngược nước. Mà mình có làm dấu không anh ơi? Có gắn hành cũng phải làm dấu. Cái lú là mình khỏi làm dấu đây ha. Mấy cái này là nhớ. Nhưng mà đặt nhiều quá cũng không nhớ không nhớ cả nhà. Mình giấu được bẻ cây cho nó gãy xuống đi vô. Còn lại. Cái lú này vô. Cái lú này là vô cá dữ lắm cả nhà. Cái lú này là vô đủ rồi cá luôn đó. Rồi thử đi, giả thử cho cả nhà xem có con gì không. Cậu dở rồi. Cái này nước lớn là người ta dở à. Một nước vừa người ta dở chút là dở. Còn này là nước gồng sát luôn. Chắc cậu dở rồi. Hồi xưa thì tầm 60 năm về trước người ta làm cái sợi dây bằng tre á vậy không? Ta đặt bằng tre là cái người ta đặt bằng cái mồi chạy không à. Cái mồi chạy là người ta đặt sợi dây đứng. Còn cái này mình đặt sợi dây nằm. Cái loại đó là anh nhớ là người ta có đặt bằng con còng đó. Ừ. Không nhưng mà cái mồi còng với cái mồi cua. Nhưng mà cái chỉ có cái mồi con bà chằn này là ta đặt là đó nó nhạy nè. Tính ra người dân mình kiểu cũng thông minh hiểu làm cái lạp này biết nào hư không. Cái này làm sợi dây này nè, sợi dây này là người dân mình tự làm luôn chứ khỏi mua luôn. Nếu mà mua á người ta cũng làm sẵn nhưng mà cái này ta tự làm luôn. Đó là mình làm dấu đó nha, mình làm dấu rồi mình lại mình thăm cho nó dễ lại đó mình bên ngang mình thấy cái mình đó. Là đó mình có đặt cái chứ này không làm dấu mà không muốn gặp đâu, tại vì mình nước gồng nó khoảng nửa kinh là mình dở rồi chứ mình không có đại sát gì. Tới 40 cái đặt hết con kinh luôn. Cái vỏ lãi nó bị ép ngược cây vô. Đây cái ngoài bà chằn này á nha, anh Út mình ảnh đã hơi qua lửa rồi ảnh xỏ sâu là gì nè. Rồi đây là mình sẽ bỏ vô cái mồi bà chằn này, mình phải nướng trước cho nó dập lại cả nhà, để cho nó không thôi nó đưa cái lỗ ngoài mấy con cá nó ăn được nó không vô.
thì mình làm cái móc như làm dài vậy. Cái mồi này nhạy lắm á, mồi này mấy cô mấy chú cái này mình phải đặt trên cao gì nè cả nhà, mình đặt trên cao như vậy đó rồi nước lớn vô á, rồi mấy con cá bóng dừa này kia nó mới trong mấy cái bập đó đó, nó ra nó chạy nước ngược lại nó ăn. Con cá bóng dừa nó thích ở trong mấy cái bập bè rồi đó. Nó ứ nước ở trong hay không? Ừ, nó ứ nước ở trong, nào ở trong. Nó ở trong mấy cái hang á. Mình làm giống nha cả nhà. Nó làm thăm à. Phải làm giống mới được, không làm giống là không nhớ nổi đâu. Nhiều lắm, có 40 cá mà mình đặt hai bên nữa. Cái kinh này xưa con nhỏ nhỏ là sạch lắm. Tại giờ do giờ người ta dục gác dân, người ta ở mấy bè ở gần tập, trên đó kinh. Dục gác nhiều lắm. Nếu đây mà đừng có dục gác đi dặm dấu cá nhóc luôn. Làm mấy dặm dấu đó không? Dặm mà cho con cá nó xuống đó đúng không? À, nó xuống cái dấu vò cái mình mò. Cá nó xuống thì thường cá gì nó ở nè, mấy con cá rảnh rồi hả? Cá lóc, cá chê cũng như xuống. Mà kiểu như Út dặm dấu rồi để cho nước cạn xong rồi Út mới vô đúng không? Như vậy là Út mò nè. Dặm trước mò sao ạ? À, chậu sình. Chậu cho con cá nó chúi xuống. Ở đâu? Giờ làm không có đúng không? Giờ làm hồi xưa cá nhiều. Hồi xưa cá thiên nhiên hồi xưa mình không có cái mình không có cái xịt để mình xịt á thì nó còn nhiều chứ giờ người ta có cái đó người ta xịt là giờ không có nhiều đâu. Với cái mùa dịch này khó khăn nè, nhiều anh nhiều cô chú kiểu như cũng mưu sinh á, cũng người ta tìm cái cách để người ta hết trơn. Hôm qua thì mình với Út mình có đi đặt xà dĩa cả nhà. Thì bữa nay thì cũng giờ này cũng tầm 11 giờ rồi mà thấy nước bữa nay nó chưa có rồng. Bữa nay nước ương á cả nhà. Nó đứng nước nè. Nước ương nè. Cho mũi trước con em nè. Nước sâu quá cả nhà. Không giấu mà mò được cũng hay. Trời ơi kìa. Vô chơi ngày bởi thu cái đầu tiên. Cái đầu tiên nha cả nhà. Mấy con không? Nhiều quá. 6 mấy con vậy đó. Có bự có nhỏ, hồi về nhà đi mình đổ mình cho cả nhà xem ha. Nhảy nước cũng nước quá, quá chạy sâu cả nhà. Đây chỗ này thì mình nhớ nè, chỗ này chỗ có lú ngày qua nè. Có lú của bác ba nè. Bây giờ qua là nè. Úc là phải là lội xuống luôn. Nước này chỗ nó cây cẩm đó anh, chỗ đó thì chỗ cây đó. Vô không? Trời ơi, cá bự kìa. Có cá bự nha cả nhà. Có cá bự. Cá bự nha. Nó xịn quá. Quá thì bự. Quá bự. Quá bự luôn. Yeah. Đổ vô cá nha. Thả gì ta? Lấy ra. Cho cả nhà không thấy rõ đâu, xuống về nhà đổ chút ra coi. Chút xíu về đổ kìa, nhiều quá. Rồi con cá nó bự như cá lóc vậy. Cá lóc con á. Nhảy ra. Cái nào nữa à? Tính bữa nay là nhà ở này nhà mình đặt hai nước ở nhà mình đặt để qua đêm á. Cái đúng là đặt ban ngày mà nước nó không chảy, nó không có gì là mình đặt thóc nè. Bên này cái này dưới bụi lá có đặt không? Không có. Kìa chết đắng chút có bụi ra lá nè. Do là nước cao quá đó cả nhà, mình làm dấu rồi không có nhớ luôn. Đó nó chìm một cái dấu của mình á. Cái nào mình buộc mình thăm trước đúng không? Nào buộc mình thăm đi. Cái anh buộc vậy mà chúng ta cũng có một số không buộc. Gồm. Ừ, dữ vậy tại. Cách trên nó dạ. Quá trời ha. Cả nhà thấy không? Nhảy tung tăng chậm đó. Nhiều lắm. Nhóc luôn. 5, 6, 7 con vậy đó hả? Cái này do đặt nhiều lần quá nó bị đóng đóng sình đó. Đóng sình. Rồi nó nhảy nè cả nhà. Mọi cái luôn đó. Ba cái này. Đặt cái 41 cái rồi.
Có chơi không? Chơi không anh? Đi lấy không? Chưa? Không? Dễ không? Trời ơi kìa. Quá trời. Cái nào cũng có, cái nhà cái nào cũng 5-6 con chứ. Quá trời. Đây cũng cỡ đều đều mới 4 cái em. 4 cái à, mới 4 cái. Cái nào cũng 5-6 con, 5-6 con như cả nhà. Cá vừa đây nhiều lắm. Nó nhảy. Cái loại cá này là nó chỉ có bị lớn thôi nè, nó không có bự nữa. Có con nào lâu năm á, nó bự như con cá lóc con vậy đó. Bằng ngón giọt cá vậy đó. Đây cái này, phải không? À, cái này có làm cháu nè. Có. Đụng vô. Go không, go. Trời đất ơi cả nhà. Quá trời. Con cá này cá bự không luôn á. Bảy tám con rồi trời nè, một cái một mà 7-8 con cả nhà. Tiếp cái mồi này nó bắt giữ ha, vốt mồi bà chằn này cả nhà. Bà chằn nhưng mà đặc biệt là mình phải hơi qua lửa nha, qua lửa cho nó thơm chứ nó héo. Tội thu rồi, thấy cái nào cũng có ham mới hút. Đây đây nè, go go. Cái này không có chứ. Trời ơi, quá trời luôn. Bự luôn ha Út, mà cá bự luôn chứ không phải cá nhỏ nữa. Cá bự luôn á cả nhà. Cái bãi này nó hơi thưa cả nhà, nó không có bập bè nên là cá nó không có ở nhiều. Nên là không có đạt, không bao, không có đạt. Chữ khóc hay lội dưới sông vậy luôn nè cả nhà. Ổng thấy ổng rồi đó. Ổng thấy ổng, ổng dưới luôn á. Nó nhỏ lại. Xong này nước lớn lên nó xong lắm cả nhà. Cái này nước nước nó cạn xíu nữa mai mốt về mình ra ngoài kia mình cạo phánh không? Đụng út. Không đụng là cái nào xuồng ghe nó chạy nó đánh cho em ta. Trời ơi, thấy ham á cả nhà ơi. Cái nào cũng có hết. Cái nào cũng có. Cá chiên tư luôn nha. Bên đầu cá đây. Cái này cũng có chứ cái này. Hơi nhiều mà tại vì mình không có được nhiều cái bến cái này nữa. Chỗ ông chú bảy nha. À, thành ra mình đặt cũng hơi dày nè nhưng mà cũng có, chặt dày mà cũng có. Mà hỏi anh bộ. Bây giờ kiếm gặp hay không thì cũng không biết. Bộ gì chứ không biết kiếm gặp hay không. Rồi khi ghe chuồng nó chạy sóng mạnh quá nó trao. Trong đó hả? Mỗi cái vậy thôi. Quá chí. Quá trời cái nhà, mỗi cái luôn. Trời ơi kìa, cái này nè. Quá trời cá bự luôn. Cá bự cái nhỏ quá trời luôn. Cả nhà. Có này cá bự lắm nè, nó nhảy dữ vậy đó. Đây là cả nhà, trời quá trời bự luôn cá. Bự khủng khiếp luôn á. Ủa cá này bự vô. Ủa trời, nó bự như cá lóc vậy. Cá bóng dừa mà nó bự á, con ăn thịt nó rẻ mà, nó nhiều thịt chứ. Dạ. Mấy con cá kiểu lâu năm hay không? Lâu năm á, bắt lâu năm. Ngò đại. Ủa sao có hai dấu vậy hả? Ngò đại đây. Có không? Nó tại qua đặt nhiều quá, không nhớ.
này em thấy giống này cũ hôm nay chứ của người ta này. Giống này ta buộc lâu rồi, ta buộc lá nó bị khô rồi. Xích lại đó một chút, hôm qua ảnh có mấy cái ảnh không có làm dấu, hỏi nó kiếm gặp không? Cái đó hơi cao không? Cao có không? Có này, cái nhỏ hả? Mà cũng có, đó là được ha. Đó, đó cũng có đó. Trời nhiều lắm ơi, 5 số con lận. 5 số con không á. Đây, 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 qua đây, qua đây. Mình con nó mấy con bự dở lên nó mới gô đã. Giờ này ai biết ăn cái nhà, mình về mình kho thô tiêu ngon bá cháy. À, con cá bự á thì về mình chiên tương á, mình chiên cho sơ qua rồi mình chiên tương cũng ngon á. Nói mấy chú mấy bác nói chiên tương ngon cái nhà. Rồi có mấy anh kia chia sẻ là nấu cháo á, nấu cháo thì ăn như là cá lóc vậy đó, cháo cá lóc vậy đó, tình nó cũng ngọt ăn như cá lóc vậy đó, nhưng mà mình cũng chưa có ăn. Như để mình hỏi chàng anh mập á. Hả? Chàng mập. Cái lập nổi lên kìa. Hỏi hai vợ chàng anh mập ba chịu ăn cháo bóng dừa, có bóng dừa, mình nấu cháo có bóng dừa. Tại vì ảnh chỉ cũng chưa có qua đó nhà. Chưa qua nữa. Chàng thấy lập luôn rồi. Mà có cá không? Có. Có hả? Cao quá thấy lập luôn. Có không? Không? Chắc con cá lập nổi luôn á. Thấy cao á. Được. Không phải đâu. Một bóng luôn á, 5 số con luôn á. Khúc này như là hình như có đây có một cái được rồi. Ông nói là cái bãi này nó cao với nó cứng quá nó không được. Ra không có đặt. Nhớ mấy cái chỗ ống bọng nè, cái thật ống bọng. Nổi lợp luôn cái này. Trời đất ơi, cái nhảy kìa. Quá trời cái nhảy. Cá bự. Cá bự, cá bự. Cá bự giỏi miên re nha. Đã ha. Ừ. Xíu rồi sổ ra một cái. Ê, nổi 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 lên luôn kìa Út. Thấy luôn kìa. Nổi lập luôn á. Đúng thời ra thì mình đi thăm vị đó, nó cạn nữa mình thăm vị thì mình đã cần ông như là nước à, hôm đó lớn không mình đã sẵn. Cái đó con. Bóng dừa này loại bự giờ ký cũng nhiêu? Tầm nhiêu? Bự nó cỡ giờ sao cái bự chục hả? Bự có nhỏ còn như bự không nó cũng có cả trăm à. Hôm bữa mẹ mua trăm cái gì đó. Ừ, trăm là mình bữa từ con á. Còn như mình ta canh lớn nhỏ, có lớn nhỏ thì bảy tám chục. Nó đâu có ăn nặng không? Đây thôi lên trên. Mình làm giấu vậy đó mình dễ thăm nha. Tại do con kinh này cũng con kinh này nó cũng nhỏ. Không có nhiều bãi đó mình đặt, chứ có nhiều bãi mình đặt. Ờ nằm im ghê. Tám chục cái đó là. Không. Mà nó nằm im ghê nó cũng không có hết cả nhà. Cái này cũng có hết. Nằm im ghê nha. Bãi cá đâu nha, để giờ chưa có cái nào. Đó trời. Nước này nó ương à. Con người ai ta cũng có giường, có ruộng, có gãy đó. Người ta ai ta cũng có nhà, cũng có chiếc vỏ lãi vậy đó. Để dành ta đi đi gãy của người ta. Đi gãy, đi cắt cỏ này kia. Cắt cỏ với đi gãy. Cái này ai buộc cái này nó đâu.
Này. Chơi không? Tám này không có hả? Tám giữa này có không? Dễ gì chơi. Trời, nhưng mà vẫn có. Đang bập bài. Ồ, quá trời, cá bự không? Để con điếm kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 cái mới 18 cái à? Còn tới 23 cái nữa. 23 cái nữa. Con không đó mà bự nữa. Gà này cũng nắng quá trời, một bé. Con sao kia vậy? Trời ơi quậy kìa. Bây giờ ở đây là nó không có lá nè, mình đặt cho mấy dầm nè cả nhà, không biết có hay không. Đây ảnh làm dấu rồi, cái dấu đơn giản. Như phải đặt mấy bằng lá lên không? Đâu để mình thử cho mấy dầm với gốc bạch này coi sao. Cho mấy dầm nó cũng có. Ồ, cũng nhóc cái trời ơi. Cái trời nữa. Cái nào cũng có hết. Cái nào cũng có chứ. Rồi như là cái bàn thứ ba rồi, nó có nữa. Nó làm giống thịt chứ. Nhóc luôn là nằm im ghe luôn nè. Yeah. Như là bộ. Nhóc luôn cả nhà nè. Cũng nằm im ghe này. Quá sướng. Im ghe như ngủ. Là như là đang ngủ kia, như là không có nha. Chuyển mưa ha. Sông này hồi xưa cá lắm nha cả nhà. Cá bông trứng này kia nhiều lắm. Thấy ham quá không? Đặt cái nào cũng có chứ. Vô luôn. Cái nào cũng có. Mỗi cái cũng có. Chờ bữa nay nó âm u. Trời nó nhảy kìa. Ừ, anh ơi. Ô, nó bích ba cái bằng hầm bằng. Anh dạo lấy thật cùng cùng. À, bằng chín hả? Chín á. Ừ. Nhận cái mồi của con mồi bà Trang này quá trời vô cái nhà. Quá nhảy à. Quá nhảy luôn cái nhà. Vô nhảy. Bây giờ là chưa có cái nào đâu không có đó. Cái nào cũng có hết chứ cái nhà. Nhiều. Quá là có nhiều luôn á. Cũ.
đủ. Cái này cũng có chứ, cái này mơ nó lọt lên luôn á, nó lọt lên luôn rồi đó, là cái xanh xanh gì đó, nó lọt lên luôn rồi. Đó, nằm in ghe mà nhóc đi nè, nhiều không? Dạ, nằm in ghe vậy đó. Ngủ vậy. Nhiều đúng cái nhà. Bữa nay bỏ sâu rồi cả nhà ơi, bốn chục mà thăm cũng tầm hai ngoài 30 cái mà thấy ngoài nhiều lắm rồi. Hai mới tầm 20 chắc 23 cái quá. Quá im luôn. Hai nước lớn cả nhà. Nên là mình không có nhớ được hết. Với lại nó trồi cái chỗ làm dấu hôm qua anh đặt. Bên đây là cái nhà yến, nó kêu quá kêu rồi. Nhà yến này có yến không? Ừ, có chứ. Có hả? À, 3 tháng mà ta lấy cũng mấy ký. Có rồi đó. 3 tháng ta lấy mấy ký rồi đó. Ồ, trời ơi, nhảy rồi. Cái hàng nó phải trắng rồi. Quá trời. Nước ra nước vô nè, không biết nhiều không. Trời, kinh này quá trời trống vậy ha. Lên một phút luôn. Trời ơi, cái bự ngáo. Đúng không? Đúng không? Ừ, cái nào cũng có hết. Nói chung là cái nào là có nhiều rồi ha, chứ cái nào cũng có ha. Cái sợi dây bự mà. Ê, mình để con nè. Cái sợi dây bự mà nó lên phút gì là nó nhiều lắm rồi đó. Cái này có không? Không có làm giấy. Cao quá cái nói vô. Đã này là có chốt nó cũng chưa mưa đó. Mưa đó. Gầm rồi. Dạ, sắp tới nó lập sắt. Phải không? Lập sắt đâu vòng vòng đây. Mưa rồi. Đó, 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 đ
em đấy nè. Hôm qua là cái lồng sắt là đi ngang là mình thấy luôn đó. Lồng sắt nó không vô. Lồng sắt không vô cả nhà. Bén quá sao. Cái này mình đặt mình test thôi cả nhà. Mình test thử coi nó có hiệu quả không. Rồi có hiệu quả. Người ta bán cho mình ta nói là đặt ớt. Cái lần này bữa hẩm mua là ta nói ta đặt ớt mà thấy nó chì nó cứng quá, ớt chắc vô không nổi. Như cái sợi dây. Bà bán chứ bà có đặt đâu biết. Mỗi cái không? Trời ơi, nhảy cái này. Mỗi cái chứ còn dòng sắt. Rồi này đặt hết rồi. Mưa luôn cả nhà. Nắng mà nó mưa ta. Kỳ vậy. Bão quá. Nó cắt cái lỗ mũi ra này. Rồi. Có không? Chết luôn. Sáng giờ ha. Ủa anh móc lỗ đó mà. Móc lỗ nhưng mà cái này nó dính không? Chết không? Chết. Cứng đờ. Chết rồi cả nhà ơi. Cứng đờ, dính nhưng còn mà cứng đờ. Còn không sống? Ngâm nước thử Úc ơi, sống. Bự quá ha. Bự mà. Tại đây không có cái bãi nè, nó ẩm quá. Ơ con, còn sắt. Còn sắt. Ngâm nước không? Còn nó ngập á. Nhà mình cấp cứu cho nó nha. Nó yếu rồi. Dưới đây nhiều không bằng không bằng ở trên kia ha. Giống như nó làm dưới cái đập lớn này. Nó đập này. Nó chảy xuống cho bây giờ là nhiều lắm rồi đó. Một. Hết biết được nhiếm rồi. Cá này còn sống không đây? Sống rồi. Mình cấp cứu nó kịp thời. Cái bự. Cá bự ăn cũng ít mà cá bự mà mấy con làm nó gồ gồ kệ đi bự chất lượng. Ít mà chất lượng nhé. Đây cũng có nhiều nước nữa nè cả nhà. Đây, nổi lợp luôn cả nhà. Trời vậy mà cũng nhóc hay ha. Có nghe chứ phải không có. Có nè, cá bự luôn. Đó. Quá trời cả nghe. Cái sổ ra đã lắm á.
Cây có mà ít ha. Cái 38 này, ba cái nữa. Trời, nhảy gô nữa. Cái đó 39 nữa, cái đó 39 đó Vũ ơi. 39 này, cái đó nó 40 đó. 38 này đây cái 39 hả? À, cái này 39 này. 39 này 40 nè. Nhiều khó nhắm cá nhìn. Có cá mình thăm chứ cũng hay rồi. Ngon chứ. Đâu có vụt đâu, vụt có cái đằng kia. Cái đằng kia sao nãy cái con gặp đó sao nhỉ? Nhưng mà nó sấm đánh nó chào đi đâu rồi nữa nè. Chào ha. Chào. Rồi tội thu luôn. Tội thu luôn nha cả nhà ơi. Để về sổ cho cả nhà xem quá đã luôn. Cái này cũng có nha. Quá trời. Nó bự luôn. Đi làm mình phải về kiếm cái lạp lạp của mình. Cái lạp lạp của bà. Về nhà mình sửa cho cả nhà xem ha. Giờ thì mấy dưỡng cháu mình cũng về tới nhà cả nhà. Bây giờ bắt đầu sổ ra, bây giờ mới sổ có mười mấy cái mà bao nhiêu đây cá nè cả nhà. Nãy giờ quay mà quên bấm máy. Quá trời cá luôn cả nhà. Nhiều bữa nay quá nhiều. Rồi nè, nó bự nè. Thì nãy mình hồi lúc mình dở lên đó là cũng có cho cả nhà xem là mỗi cái là mỗi có. À, không phải quên bấm mà tại vì cái nút hôm cái điện thoại nó bị mát, nó tự nó tắt luôn. Tự ngắt. Nó tự ngắt cái video quá rồi lo quay không hay. À, nó mập này cả nhà. Tiêu. Cá này mình kho câu tiêu là hết sảy luôn cả nhà. Cá đổ ra cái làm cái hạnh. Trời nó bự như là con cá lóc con nữa cả nhà. Ngon lắm, nhưng mà cái loại cá này thì nó chỉ có bị lớn thôi, nó không có bự nữa. Đó, vậy là bự lắm rồi. Đó, mấy con mà bự bự là mấy con nó dài lắm rồi, lòng nằm như lắm rồi. Con nha. Thấy ham ha. Còn cũng à, còn bọng đó. Đây nè, trời cái này, cái lòng này nè. Cái lạp này nè, Út, cái lạp này coi nó vô dày rồi cái này nè. Vô cứng luôn. Là cứng luôn á. Cái này nó có hai loại cả nhà, một loại hai hôm, loại một hôm. Một hôm. Cái loại hai hôm á nó vô hôm dưới đầy cái nó nằm hôm trên nó xuống không được á, nó còn nằm ở đó. Út sǒu cái này cái Út nó cứng lạp chứ. Cái này quá cứng luôn trời. Ờ lạp nè. Cái hèm á. Ồ. Quá trời cái nhà có giảm được luôn nè. Lúc nãy là tính đâu là sót một cái đó mà cuối cùng cũng sót luôn, nhớ lộn. Cái này mấy con thòi lòi nó chết rồi nè. Cái con thòi lòi nó chết rồi. Là mấy con thòi lòi với lụm mồi ra đi. Ừ. Con quá trời bự quá. Cái này là mấy ký luôn á. Mấy ký luôn. Quá nhiều.
mọi người mình đặt cụ Lý có cái căn chứ, đem cây căn cái căn hồi căn thử cụ Lý ơi, căn thử được nhiêu ký nha. Hết chưa? Nhiều cá rồi. Còn mấy cá. Rồi còn mấy cá nữa. Còn đây đây, cái cụ bô đem đây nè cụ bô. Ô nặng lắm, mấy con này 5 kg nè. Để mình canh đi. Cái hôm qua nhiều nhiều, rồi nhiều lắm Út rồi. Cái hôm qua nhiếc rồi không? Ủa, trời trời 40 cái đó cả nhà, không có tính cái lạp sắt kia, lạp sắt kia đặt ếch mà đem đặt đại cũng không vô. Đặt ếch nó đặt cá giờ này nó không vô do là chắc nó bén quá. À, mình căng thử cho cả nhà. Cái thằng căng căng đừng đưa lên căng. Trời đất ơi. Ủa qua hả? Xúc ra mới. Ủa qua hả? Sao dữ vậy? Xúc rồi bóp mới được. Con này 5 kg nè. 5 kg đó. Kệ làm mấy cái gỗ xúc vô. Đó, lấy cái gỗ đi, cái thao này chắc nó nặng á Út ơi. Nhưng mình phải trừ cái thao ra nè. Cái nước á. Thử ra được nhiêu. Ồ nhiều lắm. Cái bớt nhiều đi ha, rồi anh để anh coi. Hòm trừ cái thao. Ừ. Ủa gì nhiều dữ Út? Rồi em bỏ vô. Không qua không? Cái này là em căng nó 4 kg rưỡi đi. 5 kg luôn hả? 5 kg rồi đó. Mình hồi trừ thao ra gì? 5 kg anh bưng xuống em để cái gỗ rồi lên nhiêu phải nhảy cùng. Cái này 5 kg mấy vậy đó. Hồi trừ. Này nửa ký nữa. Trời ơi, năm là mình này mình tính 5 kg đi. Kìa, nhảy nha. Ừ, vậy là 5 kg đó. Cái thao này nửa ký nha cả nhà. Mình tính cái thao này nửa ký đi, 5 kg. Trời ơi, dữ vậy ta? 5 kg. Quá chí rồi. Quá trúng rồi. 5 kg nặng dữ vậy Út? Rồi, dọn lên lên. Nặng không? Ừ, nặng lắm. Trời ơi, vậy nó mình đặt 5 kg đó cả nhà. Có biết sao không? Cá bự rồi, cá mập nữa nè. Bự nè. Trời quá trời luôn ha, cá nó bự ha. Nè. Quá trời cá bự. Nó đủ na đúng không? Nè. Cá bự không mà. À, cái này để cho hai em nên bán với em. Vậy cả nhà ơi, mình chắc mình chừa lại mới đợi hai vợ chồng bữa. Hai chồng chị Lon mình á qua, hai chồng mập á qua coi ảnh chị có định làm món gì ăn không? Còn mới thì chắc còn hoàn lại thì mình đi bán quá, mình chỉ chừa lại mới thôi ít thôi. Đủ mấy anh em ăn thôi, còn như cái mình đi cân cho người ta quá. Kêu người nó lấy chiếc đũa cho cha ghim này xuống đi. Ở đây có mối người ta lại người ta cao bún dừa. Giờ nhiều quá rồi mình không thể nào mà ăn anh em ăn nổi hết nhiêu hết. Mình chưa về mới lên thôi rồi à. Chờ anh ba chị ba qua có làm gì không? Rồi vậy Út mình kết thúc ở đây đi nha. Vậy gì... mình hai vợ chồng mình cũng xin kết thúc clip tại đây cả nhà ơi. Đợi hai vợ chồng anh mập qua rồi anh em sẽ cùng quay tiếp video cho cả nhà xem nha. Giờ tạm biệt cả nhà. Tạm biệt. Lại cái nhà những lúc sau nha.